nhóm mình mà có tiểu phẩm gì á thì nếu mà các bạn tự nghĩ ra thì các bạn có thể tự tập trước để lát nữa có thể mình vô mình diễn xuất tốt nhất nha. Rất xin lỗi mọi người bởi vì ngày hôm nay để mọi người đợi lâu, nhưng mà vì hôm nay mình đang cast diễn viên chính nên là anh Hải không phải dành thời gian cast kỹ, có làm được vàng được, nên là có gì mọi người thông cảm bỏ qua ha. Rồi để mọi người chờ, không mấy người ngồi đi, để ra xin lỗi mọi người phải chờ lâu quá nha. Nếu như mà các bạn nào có cái tiểu phẩm nào tốt rồi để chuẩn bị cho mình á, hoặc là rút 3 người, 2 người chuẩn bị trở lên thì sẽ lẹ hơn nha. Ở bên này nè. Sorry mọi người nha, mọi người chờ lại. Mọi người dịch ngồi nha, đợi chút xíu nha, tại hôm nay ở đông á. Vì ở trong là anh Hải đang cắt, toàn bộ là dàn cắt chính nên là cũng không có làm gì bàn. Tất cả mọi người mà vào đến trong vòng quanh anh Hải á, thì thật sự là anh Hải phải làm kỹ á, nên là rất mong là mọi người sẽ thông cảm. Nhưng mà ekip và anh Hải sẽ ở lại cắt cho đến thí sinh cuối cùng, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà rất là mong mọi người thông cảm, thông cảm hơi chờ chờ hôm nay thì rất là bất ngờ vì rất là nhiều bạn đến đây cắt tin đấy. Xin lỗi mọi người rất là nhiều nha. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha.